Kiệp Cúc, mày cả gan đã dấu che cho Thảo Sương làm nên tội. Bởi tình tưởng nơi mày mới có sự tan tệ kia. Hôm nay tao phải thẳng tay trừng trị, đánh cho đứa tớ rình mà phải nét thịt tan da. Dạ con cúi lại ông, con chỉ là một con ở theo hầu hạ cô hai thôi. Dạ chỉ biết hết dạ trung thành. Nhưng mày đã trở về xảy ra sự tình làm cho gia đình tao ô nhục, chớ lên tiếng kêu than tại mày hại mày thôi, mày chết nào. Ba, đừng đánh nữa ba. Ba giết con đi mà ta chưa kiếm cứu. Ba hãy nghĩ kỹ đi, nó có tội gì đâu. Mọi chuyện cũng do thằng Túc Minh mà ra. Tao phải giết mẹ con nó để trừ hậu hoạn. Ba, nếu ba giết, ba giết chú và Túc Minh thì con cũng sẽ tự tử theo. Thì mày cứ chết theo nó đi. Ông, ông ơi, ông giết mẹ con Túc Minh thì Thảo Sương làm sao sống được. Dòng hạ tiện, tôi phải giết đi để trừ hậu quả sau này. Ông ơi, xin hãy nghĩ tình bao nhiêu năm chăn nuôi mà ban cho tôi một ân huệ chốn. Là tha cho mẹ con dù sao được toàn mạng sống, và Thảo Sương được yên lành đến ngày đời duy khai quang. Ông ơi, tôi lại ông mà. Thôi, tôi lại ông mừng. Đứng lên đi. Được rồi, tôi hứa sẽ tha chết cho mẹ con Túng Minh. Nhưng Thảo Sương, khi sanh xong vẫn phải gả về nhà họ Lê. Bà làm sao cho xong thì làm, không thì đừng trách tôi. Mà nhớ kỹ, tôi hứa sẽ tha. Nhưng nếu Thảo Sương không làm theo đúng ý tôi thì chỉ một tiếng nói của tôi, nó sẽ bị tù tội suốt kiếp. Khổ còn hơn là chết nha. Bà hiểu ý tôi rồi chứ? Nhìn tới nó. Ba, phải thành hôn với Lê Hữu Hạnh. Trời ơi, ba điều kiện vô cùng ác nghiệt. Cha mẹ buộc con phải bỏ chồng, bỏ con, lại thành hôn với một người mà con chẳng hề yêu. Không, không, con không bao giờ chấp nhận. Con thiệt là mẹ, từ nhỏ tới giờ
Sớm đây mẹ lại. Mẹ đánh con vì con là một đứa con bất hiếu. Hình dốc tóc da của con là do mẹ khó nhọc tạo ra. Mẹ đã coi mạng sống của con quý hơn thân già của mẹ. Tại sao con lại cứng đầu cãi lại? Bảo sao mẹ chẳng đau lòng. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đã bảo mẹ thương con vô bờ vô bên. Đã vì con mà hy sinh tất cả cho con, thì tại sao, tại sao mẹ lại muốn con xa lìa nấm ruột, khi con cũng chỉ là một người mẹ biết thương con như bao bà mẹ ở trên đời. Ở lại đây lo cho cô nha con.
Dạ thưa bà, bà có điều chi chỉ dạy? Ứng Minh. Dạ. Vì lời yêu cầu của Thảo Sương, tôi cho nó và cậu gặp nhau lần cuối. Gặp nhau lần cuối à? Phải. Vì nay mai Thảo Sương sẽ là dâu của bà Phủ. Hả? Làm dâu nhà bà Phủ? Không, bà ơi, Thảo Sương đã mang dòng máu của con mà bà. Bà ơi, xin bà đừng chia rẽ chúng con. Bà Tuấn Minh, tôi biết cậu đau đớn lắm, nhưng nếu cậu cãi lại ông thì không phải chỉ riêng cậu, mà mẹ của cậu và cái thai trong bụng Thảo Sương không toàn mạng. Tôi mong cậu nên hiểu mà đừng dồn tôi vào tình thế khó xử. Trời ơi, tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi chỉ gặp để nói bấy nhiêu thôi, tùy cậu quyết định. Vũ và con Cúc hãy theo tôi. Bà Tuấn Minh, những ngày qua anh rất là gian khổ phải không? Có khổ nào hơn cái khổ phải chia cách người yêu? Bao nhiêu ngày ở đây anh muốn phá tung bức tường dày đen tối để được đến bên em, để chúng ta cùng lướt gió tung mây đến một cõi trời xa đầy ước mơ và hy vọng. Nhưng mà Tuấn Minh, không lẽ chúng ta đành xuôi tay bất lực hay sao? Thảo Sương, chúng ta đã gặp hai người có trái tim sắt đá. Vì sinh mạng của mẹ anh, của con chúng ta, anh không còn con đường nào để cho. Không còn đường để chọn, vậy thì chúng ta phải cam chịu trọn đời xa nhau. Sao hẳn
nhớ rằng nếu còn một tí hy vọng nào, em cũng cố sống để chờ gặp lại anh. Tuấn Minh, em không muốn xa anh, em không muốn xa anh đâu mà. Thảo Sương ơi, tháng năm sẽ trôi qua không bao giờ trở lại. Những tình ta thì thiên thu vạn đại chẳng phai. Em hãy kiên tâm mà vững dạ đợi chờ, dẫu mai kia dặm trường trôi nổi, anh vẫn giữ từng giọt máu sống cho em. Sẽ cùng ngày anh vượt suối trèo non, trở về với mẹ, với con, với vợ. Dầu trời trải mưa thu hay nắng hạ, nhưng qua tình yêu vẫn nở đẹp muôn màu. Tuấn Minh, cô Hai ơi, cô Hai, ông sắp đến rồi, cô hãy về mau đi cô Hai. Tuấn Minh, Thảo Sương, hãy cho tôi gặp mẹ tôi một lần cuối. Tuấn Minh, em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh, em sẽ chờ anh. Thảo Sương, hãy đang đợi chờ anh. Thảo Sương, Thảo Sương. Tuấn Minh, mà hãy tha tội bất hiếu cho con. Từ nay thân giàu sức yếu, má phải quạnh quẻ một mình. Tuấn Minh, con đừng lo cho má, mà hãy ráng gìn giữ thân con. Mà những tháng năm dài nơi biển xa, đôi thăm đôi cao một thân lạnh lẽo, không có má bên mình, ai săn sóc cho con. Xin má chớ bi thương, vì giờ ở đây mọi việc đã an bài. Má chớ bận tâm cho đau lòng con khi cất bước, con nguyện sẽ ông biểu Tuấn Minh phải ra đi tức khắc. Minh ơi, con lại má con đi. Con ơi, má Tuấn Minh, con con ơi, con mơ mẹ, mẹ ơi.
rồi sao? Mẹ, mẹ ơi, nó là huyết nhục của con đã mang nặng đẻ đau, đến khi sanh ra mặt mày hình dung nó thế nào con cũng không biết, thì còn gì đau khổ bằng hả mẹ? Nhưng thà con không nhìn thấy nó, chứ con thấy rồi thì niềm đau lại càng đau. Sẽ không nỡ đành quay mặt đi bỏ đi, cái tình mẫu tử tuy vô hình nhưng nghĩ là rất thiêng liêng, không mi lường được gì đâu. Mẹ đây đã bao nhiêu năm làm mẹ, những đắng cay mẹ nếm trải nhiều rồi, dài dàng bước đi phong trần. Mẹ cố tình không để con gặp mi mặt con, để lòng con sẽ mau quên. Hình ảnh trẻ thơ chỉ là những nét nhạt nhòa như tấm ảnh phai mờ. Chiều có một lần nữa. Cúc đâu? Dạ. Bồng em bé vào đây. Dạ. Con của con đây. Con gái của mẹ, con tôi xinh quá, con ơi, mẹ biết con thân yêu. Oh,
bé lại cho mẹ. Không, không, con không thể xa nó được mẹ ơi. Mẹ đã hết lời với con rồi. Nếu con muốn cứu nó thì hãy trao cho mẹ. Không thì không. Đưa đây mẹ. Đưa đây cho mẹ nhanh lên. Mẹ, không, không. Con ơi, con ơi, con hai, con hai. Bấm bà cho đòi tôi có việc chi? Đứa bé này là con của Thảo Sương và Tuấn Minh. Nó là cháu nội của bà, và cũng là cháu ngoại của tôi. Cháu nội của tôi. Khoan, Du hãy nghe tôi nói đã. Vì quá giận chúng nó làm nhục gia môn nên ông bảo tôi phải thủ tiêu chứng tích này. Nhưng tôi không nhẫn tâm, vì dầu sao nó cũng là cháu ngoại của tôi. Sao nỡ đang tâm ơi hạ sát cho đành, nhưng cũng không sao cái linh của ông nên len đến đây trao lại cho bà. Hãy bồng cháu đi thật xa, tìm cho được Tuấn Minh. Tôi xin trao số bạc này để bà sinh sống mi dưới cháu thơ. Xin Du hãy thành tâm mi nguyện thề, nỗi đêm nay phải rời khỏi nơi đây, không bao giờ trở lại nơi này. Chấm dứt nỗi đau lòng cho Thảo Sương. Tôi vô cùng thâm bi tà, trước thần linh tôi xin nguyện thề, suốt đời không trở lại nơi này. Xin bà chú tin vào nơi tôi. Tốt lắm, tốt lắm. Du Hải đi mau đi, đi mau đi. Bà chủ, tạ ơn bà chủ. Cháu ngoại của tôi xin nguyện ơn trên này phò hộ cho cháu bé và Vũ Sao được an lành. Để con được trọn vẹn hạnh phúc với Tân Lan, con hãy nhớ lời mẹ dặn. Chiếc khăn lụa có vết máu hồng. Không, không, tôi không thể lừa dối họ. Tôi... Cô hai, cô nói gì vậy? Em khuyên cô nên nghe lời bà. Việc bí mật này mà lộ ra thì hậu quả không nhỏ đâu cô hai à. Kim Cúc, chị biết mẹ rất thương chị. Mẹ đã lo lắng cho chị chu toàn mọi việc, nhưng chị có ý định riêng của chị. Trước mắt mọi người, ai cũng tán tụng cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này. Họ có biết đâu, thế lực uy quyền đã đẩy anh Minh ra tận chốn xa xôi ngàn trùng hiểm trở. Và cũng chính cái uy quyền tối thượng đó, nó đã giết chết con của chị rồi. Cô hai nói sao? Cháu bé đã... Mẹ chị bảo nó đã chết ngay sau 2 ngày mở mắt chào đời.
Nhưng có phải nó chết thật rồi, hay chỉ do mẹ chị bị đặt ra để cắt đứt tình của chị với anh Minh? Không, không, chị không bao giờ quên anh Minh được đâu em ơi. Cô Hai, có người kìa. Dạ, em xin chào cậu Hai. Bạn bè nó này ép mãi làm cho em chờ đợi quá lâu, anh thật là có lỗi. Thảo Xuân, ôi em đẹp quá. Dạ, em xin phép. Hoa là một giai nhân, Thảo Xuân, anh thật có phước mới cưới được em đó nghe. Không, cậu Hai. Ở đây chỉ có hai ta, đâu có ai mà em e thèm, phải không? Cậu Hai, em... Shh. Thời gian của chúng mình quý lắm, đừng lãng phí thời gian nữa. Có chuyện gì hãy nói mau lên đi em. Em có chuyện muốn nói với cậu Hai. Có chuyện chi khó nói mà em ngập ngừng, cứ nói đi mà. Cậu Hai, em không xứng đáng làm vợ của cậu Hai. Sự thật, em không còn trong trắng. Em vừa nói gì? Em không còn trong trắng à? Em không thể lừa chúng mình nên em... Trời ơi, con thật như thế con Thảo Xuân. Thảo Xuân, chẳng nữa. Thảo Xuân ơi, cô có điên không mà nói những lời khó nghe? Tại sao cô nỡ lừa dối tôi? Xin anh hãy nghe em nói, vì em không thể làm việc dối gian để lừa gạt tình anh, nên em nói ra sự thật. Đừng nói gì nữa, đừng gian sinh, đừng khóc lóc nữa, đi mau đi. Cô Hai, sao lại như vậy? Trời ơi, cô đã làm đổ vỡ hết rồi cô Hai à. Kim Cúc à, tôi hiểu ra rồi. Thì ra chủ tớ các người đồng lòng lừa gạt tôi. Cút đi, cút đi, cút đi, đi hết đi. Hữu Hạnh, anh hãy nghe em nói. Tôi hận cô, cô đừng nói gì nữa hết. Thảo Xuân ơi, cô về với tôi khi xác thân cô đã lấm lem ô quê. Vậy mà đã đủ lễ quy sinh rước cô đồng thề. Trời ơi, rượu tân hôn vừa thấm cay trên bờ môi tươi nở, thì nỗi nhục đau chua chát đã tràn lên làm tê buốt tâm. Anh đầy cát, đêm động phòng đã làm ô nhục
đất nào lấp đầy hố thẳm nhục nhơ, sông nước đâu để cô rửa sạch xác thân tội lỗi. Hãy về bên gia đình cô mà cúi đầu sám hối. Cô là kẻ sát nhân đã giết đời tôi mà không cậy đến gương đau. Đi hết đi, hãy dắt nhau mà đi hết đi, đi đi. Hữu Hạnh, đêm đang ngon có việc gì mà con nóng loạn vậy hả? Hãy đuổi nó đi, con không muốn nhìn mặt nó nữa. Hữu Hạnh, con hãy bình tĩnh nói sổ cho mẹ nghe đi. Thảo Sương đã làm gì hả? Mẹ, mẹ ơi, mẹ đặt tên con là Hữu Hạnh mà sau đời con quá bất hạnh. Ngày hôn nhân trọng đại con ngờ đâu là ngày tan nát cả lòng con. Hữu Hạnh, có việc khi hãy nói rõ ràng cho mẹ nghe, đừng làm mẹ sợ. Mẹ ơi, mở ai của nhà họ Lê mà mẹ cưới xin trọng thể là một cô gái đã mất trinh thật nhục nhãi về. Trời ơi, thật là gia môn bất hạnh mà, nghe qua như đất lỡ trời lòng. May là có con ở đây, con lành đâu, con lành đâu. Hãy mời cha mẹ mở hai đến đây lập tức, mau lên, mau lên. Nói là bà có việc phải bàn ngay. Không cần bàn gì hết, con muốn ly hôn ngay, ly hôn ngay lập ly tức hôn. Phải không được, không thể được, không thể ly hôn được. Hữu Hạnh, nhà ta đã mấy đời dẫn tộc danh gia tỉnh này, con là con trai duy nhất của họ Lê, vừa thành hôn xong là đã ly hôn. Ly hôn thì mặt mũi nào mẹ nhìn ai ở đây nữa chứ hả? Nhưng mà mẹ ơi. Dạ bẩm bà, con bà Phán đến. Cho mời vào. Chào chị Xui, có việc chi hệ trọng mà chị Xui cho giờ chúng tôi đến đây gấp dữ vậy chị? Mời anh chị ngồi. Rồi có chuyện gì thì xin anh chị hãy hỏi lại Thảo Sương. Thảo Sương, có việc gì vậy con? Mẹ, mẹ ơi, con đã nói hết sự thật với Hữu Hạnh rồi. Mày thật là đứa con gái vô sĩ. Kìa chị Xui, sao chị làm vậy? Không hẳn là nó vô sĩ đâu chị Xui à, mà theo tôi nghĩ kẻ vô sĩ chính là những kẻ đã xúi con làm những điều dối gian. Sách có câu con dạy cái mạng, con gái tôi nó mất nết, nó làm nếp nhục gia phong. Tôi xin chịu lỗi trước chị Xui. Dạ xin chị Xui thông cảm. Sanh con chứ ai dễ sanh lòng. Ôi thôi, mau đem cổ đi, đừng có nói dông dài, chỉ làm gì mất thời giờ. Hữu Hạnh, con không được nặng lời với người ta. Sách có câu dây rách phải giữ lấy lề nè, con không có được nói càng. Trời ơi, nhóc này biết rửa mây sông. Thưa ba mẹ, tội ai làm nấy chịu. Con đã không còn trong tuổi vị thành niên, ba mẹ không có trách nhiệm gì với con hết. Ba mẹ cứ về đi. Trời ơi, con ăn nói cái gì vậy Sương? Mẹ, con biết, con biết con đang làm gì và nói gì. Mày có nín này không cô ấy? Kìa Xui, ba. Anh Xui nè, anh nên nhớ, đánh chó thì cũng phải kiêng chủ nhà chứ. Khi nó ở nhà anh thì nó là con của anh, nhưng mà khi tôi đã trầu rượu mang lễ vật đến cưới nó về đây thì nó đã là người của nhà này rồi đó anh. Dạ chị Xui, dạ
chị thông cảm cho tôi đem nó về dạy lại. Trời đất ơi chị xui, chị nói nghe sao mà nó dễ dàng như là mua cá mua cua, mua về gặp vua chết, hoặc là con cá bị sình thì đem há mà đổi. Chị nên nhớ đây là chữ hôn nhân đại sự chị xui, cả làng đến xuống dưới đều hay, dễ gì mà lấy thúc bóp miệng vô ấy bao giờ. Bây giờ chị muốn gì thì chị cứ nói đi. Đừng nắm anh xui thủng thẳng mình bàn mà. Con là đứa con hư, má muốn sao con đã sẵn sàng. Má xin má chớ nặng lời với cha mẹ của con. Này, câu nói đó thiệt là hay. Ít ra cô còn có tính người, còn nghĩ đến mẹ với cha. Thảo sư, con có vừa lòng chưa con? Được rồi, chị Phú, lễ vật của chị tôi xin bồi thường gấp đôi. Chị tính đi, các chi phí vận chuyển đãi đàng qua khách. Kìa, anh xui, anh nên nhớ là tiền bạc đối với tôi đâu có thành vấn đề. Tiền bạc là vật ngoại thân mà anh xui, mất đi mình còn tìm lại được. Nhưng có một thứ, nếu mất đi thì không bao giờ tìm lại được, đó là vinh dự gia đình. Nhất là một gia đình có bề dài lịch sử về gia tộc như chúng tôi thì lại càng khó hơn anh xui ạ. Tôi chưa biết chị muốn nói gì. Thôi thì nói gần nói xa không qua nói thật. Hôm nay tôi mời anh chị tới đây không phải để trả Thảo Sương lại cho anh chị, mà là tôi muốn khẳng định với anh chị. Điều thứ nhất, con gái của anh chị nó không còn trong trắng trước khi bước chân vào gia đình nhà họ Lê chúng tôi. Tôi biết rồi, nghe rất rõ. Còn điều thứ hai? Còn điều thứ hai, Thảo Sương, cả thị xã Thơ Mộng này ai cũng biết nó là mợ hai của nhà họ Lê, thì suốt đời suốt kiếp nó phải là con dâu của nhà họ Lê. Hả? Bà nói như vậy là sao? Tại sao má không trả con về với cha mẹ của con? Mẹ, con đã nói là con... Anh, mọi việc mẹ đã liệu rồi. Thưa anh chị xui, việc Thảo Sương làm ô nhục nhà họ Lê không có cách nào mà vãn hồi lại được. Nhưng tôi không muốn tin đồn đẩy ra ngoài để nó còn mặt mũi nhìn thiên hạ. Nhưng mà quốc phải có quốc pháp, gia có gia quy. Thảo Sương, nếu con muốn nhà chồng tha thứ lỗi lầm cho con, và con muốn còn là vị trí của mợ hai trong gia đình nhà họ Lê, thì con phải cắt tay rõ máu để thề trước thần linh, kể từ hôm nay suốt đời con giữ tròn phụ đạo. Trời ơi, cắt tay rõ máu tội nghiệp cho con tôi. Mẹ, cần chi mẹ phải hình phạt như vậy? Hãy trả cổ về cho cha mẹ cổ là xong đó mẹ. Hữu Hạnh. Dạ. Con là con trưởng nam của họ Lê, con không có quyền ích kỷ, con chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi danh giá gia đình. Con hãy để đó mẹ lo. Thảo Sương, con nghĩ như thế nào? Dạ, con xin chịu hành phạt. Tốt lắm. Quản gia, hãy đem gia pháp ra đây. Ba mẹ, ba mẹ ơi, thân thể con do ba mẹ tạo ra, nay con trót gây nên lầm lỗi. Trước mặt ba mẹ, con phải chịu nhục kình máu đổ thịt rơi. Tôi bất hiếu tại trời, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con. Thảo Sương ơi, đau lòng mẹ lắm con ơi. Nếu không chấp nhận thì lấy gì bảo đảm là nó không tái phạm? Xin anh chị chớ cho tôi là một kẻ khắc nghiệt đối với con dâu. Dạ, chúng tôi nào dám. Thảo Sương,
chấp hành đi. Xin hoàng thiên hộ thổ gì cái gì? Có người xỉu nè. Đâu đâu đâu, con lại coi sao ta xỉu. Dạ đó. Dạ dạ. Anh ấy ơi, tỉnh lại đi anh ấy. Anh ấy ơi. Không tỉnh ông ơi. Con trong cái mặt hắn xanh xao tiều tụy quá. Có lẽ là bị đói khát nhiều ngày đó. Nè chú em ơi, chú em. Tỉnh lại đi chú em. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là một thị trấn nhỏ. Mà chú em từ đâu đến đây vậy? Tôi ở... Ông ơi con xem á, hình như là anh quá đói nên bụng xẹp lép không có hột cơm. Để con đem anh vào hành lang cho anh ăn uống mới phục hồi sức lực sau đó hỏi rành để biết anh ở xứ nào. Được rồi đà, con thương người vậy là tốt đó. Dạ. Tao bây giờ tiếp ông dìu hắn ta vào trong nha không? Dạ. Ráng ăn đi, để đói là ngổm nghe. Bác, cậu em, đây là đâu vậy? Cũng hỏi nữa hả? Hồi nãy xỉu đợt một, cho uống miếng nước tỉnh lại, hỏi đây là đâu? Giờ cho ăn miếng cháo xong rồi, tỉnh lại, cái cũng hỏi đi đây là đâu? Tôi trả lời đợt hai rồi thì phải đáp lại câu của ông tôi hỏi, chứ đừng có xỉu nữa nghe. Đức Danh à. Dạ. Con đừng có đùa nữa. Chú em, đây là thị trấn nhỏ giữa đường Nha Trang Sài Gòn. Còn chú em quê quán ở đâu? Tới nơi đây để tìm gặp ai vậy? Dạ thưa bác, cháu ở Vĩnh Long. Ở dạ. Vĩnh Long hả? Trời ơi, bộ đó không yên sao mà đi xa dữ vậy cha? Mà sao anh tới nơi này không có gì hết vậy? Bộ đi đường bị ăn cướp giật đồ hết rồi hả? Đức Danh à, con vào pha cho chú em đây một ly trà nóng đi con, để ông nói chuyện. Này chú em, hãy nói cho tôi rõ, ở Vĩnh Long sao lại đến nơi này? Hình dốc kéo gầy y phục xác xơ. Thưa bác,
cháu chẳng dâu chi người. Cháu ở Vĩnh Long vốn là nô bộc của một ông thế lực uy quyền. Mẹ cháu là vú nuôi cô hai ở tại gia đình. Vì cháu phạm lỗi tại trời nên bị đuổi đi. Cháu nói với tôi cháu chỉ là nô bộc, dáng vẻ hiền lương trung hậu thật thà, không lý chi phạm tội tài đình, phải muôn dặm đường dài như một kẻ bị đại lương. Thưa bác, vì cháu không lượng sức đã dối tài làm cô quế ngọc quý liền thành, gây đau thương cho một gia đình dòng tộc thế gia, nhưng họ ra ôm nên chỉ bị đuổi khỏi nhà. Cháu nói có những quẩn tình u uất, nếu không tiện nói ra thì ta không ép, nhưng mà cháu còn yếu quá, phải ở đây tịnh dưỡng một đôi ngày đã. Thưa bác, cháu không thể phiền bác. Cháu trời ơi, nói không muốn phiền mà té nằm đắng đây, thật là. Thôi thôi, bây giờ cháu đừng nói nữa, hay đỡ hắn vào trong đi. Dạ, nhưng mà hắn cũng chịu làm phiền mà ông. Hắn là một thanh niên có chí khí. Dạ. Ta muốn giúp đỡ cho hắn. Dạ, giúp thì giúp. Để con. Gì vậy? Mày làm gì vậy? Không phải, con làm cha này rồi, nhỏ xương mà sao nặng thịt quá. Trời ơi, cái thằng thanh niên gì đâu mà sợ, nặng trong khi không nổi à. Ráng lên con. Để con, nặng con cũng ráng nữa nè. Ông coi con nè. Được. Đó. Khóc nữa. Mơ hai nhà họ Lê đó hả? Tối ngày hết thêu đến khóc, hết khóc rồi đến than. Sao im lặng vậy? Thảo Sương, cô có nghe tôi nói không? Hả? Thảo Sương. Hữu Hạnh, anh đã sai quá rồi. Mà còn bận tâm đến tôi sao? Vào trong lấy rượu cho tôi. Hữu Hạnh à, anh hãy uống miếng trà nóng đi, đừng có uống rượu nữa. Bổn phận làm vợ của cô không lẽ chỉ để khuyên tôi đừng uống rượu? Suốt nửa năm nay mà không đôi mặt tay chẳng cầm tay, tôi không uống say thì tôi biết phải làm gì chứ hả? Kim Cúc, mang rượu cho ta, nhanh lên, mau. Kim Cúc, đừng. Kim Cúc, mày dám cãi tao à? Dạ, em đi lấy đây. Nhanh lên. Hữu Hành, anh đã sai, mà còn muốn uống nữa là không tốt đâu.
tôi mà cũng có điều tốt hay sao? Thảo Sương, tôi phải sai chứ. Tôi phải sai để cho đất trời ngứa nghiêng, cho hồn tôi quên hết. Đã nửa năm trời ai hay đôi niềm đau khổ. Trước mọi người nịnh câm, nhục nhằn một mình cam lạnh. Từ thơ ấu tôi chưa từng, giờ đây tôi mới thấu rõ. Kim Cốt, hãy mang rượu vào đây rồi mau ra khỏi nơi này. Anh Hạnh à, em xin anh rủ lòng mà thương giùm Thảo Sương. Muốn được yên thân à, tôi đã đủ lễ cưới cô thì cô phải thuộc về tôi. Cô là vợ của tôi, cô thuộc về sở hữu của tôi. Cô phải là của tôi, cô phải là của tôi. Của tôi mà. Buông em ra. Tôi không muốn, cô là của tôi. Anh không muốn bàn tay vậy đâu. Anh không muốn đâu. Thảo Sương, tha lỗi cho anh. Anh yêu em mà. Anh yêu em mà Thảo Sương ơi. Gương mặt của em ngập tràn nước mắt. Có phải em khóc vì oán hận anh, hay em đã khóc cho một cuộc tình đã mất? Trời ơi Thảo Sương ơi, anh là kẻ đến sao? Tại sao em không lừa dối anh để anh cứ ngỡ rằng mình là kẻ đầu tiên mở cổng giường xuân đi vào khung trời đầy hoa bướm ấy? Trời ơi, tại sao? Tại sao vậy Thảo Sương? Tại sao em tàn nhẫn nói cho anh biết cái sự thật phũ phàng ngay trong giờ ốm cần? Trong khi rượu giao bôi anh đã mềm môi uống cạn để rồi xót xa nghe sụp đổ một thiên. Ôi còn đâu giấc mộng đến quãng hàng cung để sai khúc nghe đường. Vũ khúc của những nàng tiên mở chào đón cách phàm trần lạc bước đến thiên tai. Thảo Sương ơi, em đã ôm nỗi buồn thiên cổ đến với anh, đã dẫm nát trái tim anh bằng bước chân hờ. Em lạnh lùng sao tôi vẫn yêu em. Tôi đã dối mình bằng những lời cay đắng đau lòng. Suy dinh dưỡng. Dạ thiếu mệt quá. Vì chuyện của tôi mà phải nhọc đến bác và anh đây, tôi thật là ái ngại. Bác đã giúp cháu thì phải giúp cho tận tình. Không có gì mà cháu phải ái ngại. Nè, bây giờ cháu định liệu sao đây? Dạ, mẹ cháu đã bán nhà, giờ đi nơi khác, không biết là ở nơi đâu. Chắc là cháu phải đi tìm đến ông bà chủ để hỏi thăm. Cháu không nên đâu cháu ạ. Cháu nên nhớ kỹ,
mẹ cháu đã âm thầm rời bỏ chốn thị phi, sống trong lặng lẽ làm cháu an lòng nơi diễn xứ, để bền tâm vững chí lo việc tương lai. Nay cháu đến chốn xưa là đã phụ lòng người, cháu hãy nhớ tương lai sự nghiệp là trước tiên, khi công thành rồi sẽ tính sao. Cháu không yên tâm khi mẹ già lưu lạc, vợ con cháu thì lạc dữ chẳng thông, nên muốn về Vĩnh Long một lần. Thật mỏi miệng mỏi mồm để khuyên can, nếu ông tôi không cứu mạng cậu đã tiêu rồi, còn gì để tìm kiếm tới lui. Nói thiệt với ông nghe, cả tháng nay từ Cần Thơ đi Rạch Giá trở lên sông Bé Bình Long mà tìm người chẳng gặp ai hết. Nói thiệt nha, nếu lên trời được thì ông tôi cũng đã lên rồi. Thôi Đức Danh, con đừng có nói nhiều quá mà. Tuân Minh cháu. Dạ. Cháu đừng có buồn cái thằng Đức Danh, tại vì nó quá thương cháu nên nó mới có những lời đó thôi. Ơn của bác và Đức Danh cháu chưa đền trả thì làm sao cháu dám giận phiền. Nhưng cháu không biết phải tính sao đây nữa. Tuân Minh à. Dạ. Bác với cháu gặp nhau đây có lẽ là duyên phần xui khiến. Bác không vợ, không con, một mình chủ quản cửa hàng đồ gốm, nên bác muốn nhận cháu làm dưỡng tử Minh Linh, để cháu được trọn quyền coi sóc sự nghiệp của ta và học việc bán buôn. Khi cháu có tiền bạc trong tay, mặc sức cho cháu tung hoành, khi đó cháu sẽ đi tìm thần quyến hai anh thù của con. Thưa bác, bác đã cứu con còn lo sự nghiệp sau này, ân tở biển trời đã là tình nghĩa cha con, còn nói chi ân, chỉ mong mấy con dẹp hết ưu phiền là ông tôi yên lòng, tuổi thọ sẽ dài thêm. Từ lâu đúng rồi nè Đức Văn, từ nay đó con sẽ theo hầu hạ cậu hai cho chu đáo nha. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta sửa soạn lên đường. Cậu hai ơi, cậu hai. Trời ơi anh Đức Văn à, tôi đã biểu anh á, đừng có kêu tôi bằng cậu này cậu nọ, kêu bằng anh Minh được rồi. Ờ mà quên nữa, anh già hơn tôi, vì anh kêu tôi bằng chú Minh đi. Ừ. Không chịu kêu cậu, khoái kêu bằng chú. Phải rồi, kêu cậu là bà con bên ngoại tôi, kêu chú thì bà con bên nội, nội thì lớn hơn ngoại. Anh nói cái gì vậy? Gì mà có nội có ngoại nữa. Tôi không có thích người ta kêu tôi bằng cậu này cậu nọ, giống như là mấy cậu ấm, con nhà giàu, ỷ quyền ỷ thế. Tôi nhỏ tuổi hơn anh nên tôi muốn anh kêu tôi bằng chú, là chú em đó, hiểu chưa? Chứ không phải là chú lớn đâu. Kêu gì thì kêu, tôi cũng là tôi tớ thôi. Đó chính là chỗ tôi muốn anh phải thay đổi cách xưng hô. Đối với ba tôi thì... Thôi tôi biết rồi, đối với ông thì có nề, có nếp từ lâu. Tôi không có ý kiến đổi thay mà làm gì, nhưng phần tôi đâu phải phần mình, hai ta là bà không có cậu tơ thầy. Bảy nè, đừng nói vậy mà tôi buồn. Trong nhà phải có trật tự tôn ti, có đâu chủ tớ lại coi nhau ngang hàng. Tôi là con của ba thì tôi là chủ, còn anh là giúp
công. Nhưng tuổi đời á, hai đứa ngang nhau thì ta là bạn có gì đâu mà lạ kỳ. Cậu nói chú nó nói nghe cũng phải nhưng tôi sợ nếu ông nghe được ông nói tôi hỗn hào. Không có đâu, ba tôi là một người cởi mở và rất là thông cảm cho người khác, chắc chắn là không có sao đâu mà. Anh tin tôi đi. Rủi có sao thì cậu tính làm sao? Nếu ba tôi rầy thì tôi nói là tôi muốn như vậy, được chưa? Cậu nói thì cậu phải giữ lời nghe. Cậu á mà. Nữa, cậu hoài à. Kêu nó quen miệng rồi, khó sửa quá à. Tôi nói cho cậu nghe nha, kêu cậu hay kêu bằng gì thì bất quá cũng là tiếng kêu thôi. Cậu là cậu chủ, nhưng cậu không hống hách ăn hiếp kẻ làm công thì được rồi. Cái nội dung mới quan trọng hơn cái hình thức. Cậu nghĩ coi có đúng vậy không? Đúng thì đúng, nhưng nghe cái tiếng cậu mợ sao tôi thấy khó chịu quá chừng à. Hồi đó đó, tôi đã từng gọi người ta bằng cậu này cậu nọ, nhưng trong lòng của tôi rất là khinh bỉ họ. Nhất là cái mặt á, dền dền giáo giáo khi được người ta nịnh bợ ai vua. Lúc đó đó, tôi muốn thôi mấy quả đấm vào mặt cho hết cái mặt kiêu ngạo à. Tại như vậy cho nên cậu có mặc cảm với danh xưng này. Tôi sống với ông á, lúc nào ông cũng giữ tôn ti lễ nghĩa. Một cũng chủ, hai cũng ông chủ. Nhưng tôi đâu có bao giờ thấy ông chủ dên giáo kiêu ngạo. Thôi được rồi, cậu thì cậu, nhưng mà nhớ là cậu Minh chứ không phải là cậu hai, nghe không? Được chưa? Được thì được, nhưng kèm theo cái tên tôi cũng thấy làm sao á. Đây là lệnh. Xin tuân lệnh cậu. Hai Minh. Nữa, cậu Minh chứ không phải là cậu hai Minh, nhớ chưa? Cậu hai. Cậu cậu Minh. Cậu Minh. Cậu Minh. Cậu ủa sao sao cậu buồn quá vậy? Tôi lo sức khỏe của ba, sao tự nhiên ba tôi lại bị bệnh này, đang mạnh sẵn sẵn vậy đó cứ tự nhiên ngã bệnh ngang vậy. Đâu phải, tại ông không muốn cậu lo. Thật ra bệnh của ông á có mấy năm nay rồi, đã giải phẫu mấy lần rồi, cũng nhờ già thuốc mà thấy khỏe đó thôi. Bây giờ thì thuốc hết tác dụng rồi. Ôi, cái bệnh ung thư này trời kêu ai nấy dạ cậu ơi. Tuấn Minh con. Ông. Ba, sao ba không nằm nghỉ? Ba à, con định đi lo thủ tục cho ba đi nước ngoài điều trị. Ba. Vô ích thôi con à. Những gì có thể làm được ba đã làm rồi. Bộ con tưởng là ba muốn chết lắm hay sao? Ba đừng có nói vậy mà ba. Văn à. Dạ. Con vào ngăn kéo thứ ba lấy tập hồ sơ màu xanh cho ông. Dạ. Minh con. Dạ. Con bắt ghế lại ngồi gần ba đi con. Ba uống nước đi ba. Dạ thưa ông, phải tập này không à? Phải. Ông cảm ơn con. Bây giờ ông nhờ con rước ông luật sư Trần đến đây cho ông. Dạ thưa ông, con đi. Ba à, tại sao không mời bác sĩ mà lại mời luật sư hả ba? Người nào việc đó con à. Tuân Minh. Dạ. Sống ở đời con người chỉ hơn nhau ở nhân cách. Mình sống sao cho đừng hổ thẹn với lương tâm. Từ ngày ba nhận con là dưỡng tử cho đến nay, cho đến giờ phút này, ba mới thật sự an lòng để sẵn sàng rời xa cõi tạm. Ba đừng nói vậy mà ba. Ba con. Tuân Minh con. Dạ. Bây giờ thì chắc con biết tại sao ba không tục quyền để có người sớm hôm bầu bàn, và cũng để có cháu con mà nói dối tâm đường. Không phải vì chứng bệnh ung thư mà tại vì ba không tìm được kẻ tâm đồng. Được một người bạn trăm năm không phải dễ như chọn cộng hành bỏ cải. Rủi có úng có hư thì đổi lại, hay liễn bỏ là xong.
thà bá sống một mình để hoài niệm bản tình xưa. Sài đó mai đây ung dung tự tài, còn ba với con giống như tử kỳ bá nha hội ngộ. Ba sung sướng vì từ đây đã có người nói dối tâm đường. Ba đừng có nói nữa mà. Ba nằm nghỉ đi, để con gọi bác sĩ nữa ba. Mình à? Dạ. Thôi đi con. Người ba cần bây giờ là luật sư. Nhưng mà... Dạ thưa ông, ông Trần nó đi Thái Lan 2 ngày nay rồi. Thôi được. Đức Văn, con là người thứ ba đứng tên trong bản di chúc này. Con ký tên đi. Ba đã ký rồi, không sao. Tất cả thủ tục sang tên sản nghiệp và các tài khoản khác cho con, ba và ông Trần đã làm xong hôm nay. Ba chỉ bổ túc thêm bằng tờ di chúc này. Văn à. Dạ. Ông xin lỗi con, vì trong hồ sơ ấy ông đã sơ sót, không có phần con. Ông đừng nói vậy. Con là phận tôi tớ mà. Không, từ lâu rồi ta đã không coi con là tôi tớ nữa. Cho nên trong tờ di chúc này, con cũng bắt có ba ba ông ba. Cậu hai. Ủa, anh kêu tôi đó hả? Trời ơi, kêu cậu chứ kêu ai. Cậu, trời ơi, con đã nói cậu rồi, ông đã mãn phần. Con biết cậu buồn lắm. Cậu buồn, bộ con không buồn sao? Nhưng mà buồn chứ đâu phải lãng trí. Cậu ngồi đây, tôi đứng kế bên cậu á, mà tôi kêu lớn như là bắt cướp vậy đó, mà sao cậu không trả lời? Sao kỳ vậy cậu? Tôi tên là Minh, mà anh kêu tôi bằng cậu hai. Tôi tưởng đâu anh kêu người nào tên là hai chứ. Thì ra là cậu chơi tôi đó hả cậu Minh? Chơi cái gì? Tôi muốn nhắc nhở á, là anh đừng có quên tôi tên là Minh đó thôi. Nhớ chưa? Dạ, nhớ rồi. Nghe nè, Cậu Minh. Đó, được chưa? Được rồi. Bây giờ thì hành lý của tôi đã xong rồi đó. Còn anh, mọi việc đã xong hết chưa? Báo cáo cậu. Cậu gì? Cậu Minh, tất cả đã bàn giao đầy đủ. Các bộ phận đã sắp đặt đâu vào đó. Bây giờ ta có thể bắt đầu nhắm hướng Lâm Đồng xuất phát. Không phải Lâm Đồng mà là Vĩnh Long. Ủa, vậy là tôi trớt quớt rồi. Bưng có rổ đậu cũng té đổ nữa. Dạ con à, dạ. Con cái gì? Cứ làm biết nhất thay, ta phải phạt cho mày. Mày biết thân phận tôi đòi đưa ở như thế nào. Trời ơi, hai cái thứ đậu xanh đỏ mày làm đổ lộn xộn hết rồi. Nè, lựa nghe. Mày phải lựa thứ nào ra thứ nấy cho tao à nghe. Dạ. Không gì. Từ giờ tới trưa mà không xong á thì đừng có trách tao mà mày. Đừng có trách tao mà mày. Trách tao mà mày. Dì Lành, dì đừng có ác đức quá vậy. Nó chỉ là đứa con nít à, mà bắt nó lựa bao nhiêu đậu đó chỉ có nửa ngày, làm sao mà cho rồi đây hả dì? Dì ác quá à dì à. Nó dưới quyền của tôi, không có can dự gì đến cô hết á.
Dì được bà chủ tin cậy, rồi dì lên mặt hống hách với mọi người. Như con bé Diễm đây này, tôi theo dõi mấy hôm nay, từ cho ăn, cho mặc, đến sai bảo việc làm, dì đã xử sự thật là ác đồng, thật là bất nhân. Tôi không chịu được nên mới có lời khuyên can. Nó tôi còn thơ đã bạc phước vô phần, nên mới bán thân làm một con hầu. Chuyện của tôi cô đừng nên can thiệp, bà chủ tôi bảo phải dạy nó nên thân. Bé Diễm, từ giờ tới trưa mà lửa không xong rốt đầu, tao bỏ đói bạch cho mày biết tại tao. Dì Lành, dì cũng là người làm, có khác gì nó đâu mà lên mặt ăn hiếp nó chứ. Con kia, dầu gì tao cũng là quản gia lâu năm của cái nhà này nghe mày. Mày mà hỗn láo với tao hả? Mà hỗn láo à? Chuyện gì vậy Cúc? Em bé đó là con của ai vậy? Dạ thưa cô hai, nó là con ở mới bà vừa mua về, bà giao nó cho dì Lành. Dạ bẩm mợ hai, con bé này nó lười biếng cứng đầu lắm. Tôi dạy nó mà cô Cúc lại can thiệp, còn gây gỗ với tôi nữa đó. Dạ thưa cô hai, cô hai coi nè, bé Diễm mới bay lớn à, mà dì Lành nở làm nào chận chân cho nó dấp té, đổ hết đậu rồi lẫn lộn với nhau. Rồi cái dì lại bắt nó phải lựa cho xong nồi bữa trưa nay. Xong là ngày nay phải chịu đói à, em không đành lòng ngăn mai nói ít câu. Xin hãy thương trẻ khờ vô tội, nể tình tôi thì nên rộng lượng, miễn cho nó khỏi điều hình phạt. Lần này á, nay mặt mở hai, mày nên biết phần đại phải ngoan. Thật là thứ vô lương xiêm nịnh không ai bằng. Nếu không có mợ hai thì bé Diễm khổ rồi. Cháu à, cháu lại đây. Cháu tên Diễm mà. Thưa mợ hai, cháu tên Diễm. Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cha mẹ cháu đâu? Tại sao lại phải bán vào đây vậy? Thưa mợ hai, cháu được 10 tuổi. Cháu không có cha mẹ. Cháu 10 tuổi à? Cô hai, cô làm sao vậy? Không, không có gì. Cháu chưa nói là ai đã đưa cháu vào đây. Dạ, bà nội cháu bị bệnh mãi không hết nên phải bán cháu để có tiền chữa bệnh cho nội. Tội nghiệp cho cháu quá. Cúc à. Dạ, em đưa nó vào phòng, cho nó ăn cơm, rồi để chị soạn giải mai cho nó vài bộ đồ nghe em. Cô hai à, nó là người ở của bà, em sợ. Không sao đâu, việc trước mắt là phải cho nó ăn cơm đã. Đi đi em. Dạ. Nếu con mình còn sống, năm nay cũng đã 10 tuổi rồi. Thank you.
gặp cha sẽ nuôi cháu trọn đời. Nhưng chưa tìm được cha cháu, và cháu cũng không kịp lớn mà sức lực nổi ngài một yếu. Nên nội, nội ơi, con biết rồi. Nội đau yếu nên sợ con đói khổ, nên nội mới bán con ở chỗ giàu sang để con được yên thân khỏe hơn. Cháu của bà thông minh lắm, nhưng còn một điều khác. Khi đưa con đến đây, bà muốn gặp mợ hai trong nhà này. Nhưng tiếc quá, mợ hai lại đi vắng. Tại sao nội lại muốn gặp mợ hai? Khi có ý định cho con làm người ở trong nhà này, nội chỉ muốn giao con cho mợ hai, vì chỉ có mợ hai mới thương con và có thể chung quy mọi người. Con là họ Từ chứ không phải họ Lý như nội đã nói nha con. Dạ con nhớ. Nội về nhớ uống thuốc. Từ rày không có con ở gần bên, nội đưa tiền cho chủ quán để họ săn sóc nội nghe. Nội nhớ mà. Thôi con vào đi, để bà phủ chờ đợi. Bé Diễm, con Hầu mới đâu? Vào mà làm công việc thôi, nè. Nội về nha con. Con vào trong lo công việc đi, kẻo bị rầy đó. Nín đi, lâu lâu nội sẽ ghé thăm con mà. Nội Diễm, nội về nha con. Nội ơi! Diễm à! Diễm! Dạ, dạ con đây. Trời ơi, giờ này còn ngủ quá mày. Cho mày hay nha, ông chủ quán đến báo với bà chủ là bà nội mày đã chết rồi và xin tiền chôn cất đó. Nội! Nội ơi! Nội không có chết! Nội không có bỏ con đâu! Bẩm ông bà, có một ông khách họ Lâm xin gặp ông bà. Mời vào. Chào ông bà. Mời ngồi. Ông đây là... Ông không nhận ra tôi à? Tôi là người mấy năm về trước mà ông đã đuổi tôi đi. Lý Tuấn Minh. À, thì
là mày. Mày muốn gì mà đến tìm tao? Đã bao nhiêu năm qua, thời đại đã đổi khác. Tôi không còn là Tuấn Minh, người giúp việc của ông, mà nay tôi là Lâm Hào, tiểu thương gia Nha Can. Mày muốn nói là ngày nay mày đã giàu sang chứ gì? Mặc dù mày đã đổi khác, mặc dù thời đại đã đổi mới, nhưng tao vẫn không quên, mày chỉ là một tên đầy tớ bất lương, đã đem ô nhục đến cho gia đình tao. Hãy cút đi mau. Ông đừng mong dở giọng của mấy năm về trước mà để dọa nạt tôi. Tôi cho ông biết, hôm nay tôi về đây là để đòi ông phải trả lại cho tôi những cốt nhục thâm tình đoạn trường. Chia cách mấy năm trời bởi do ông vừa thế quyền, mà biết bao thảm trạng xảy ra nơi này. Người phải lưu đày, kẻ ôm hận chôn kín cả cuộc đời, lòng xốn xang tan nát tôi bời. Ông hãy trả lời quan khúc này là do ai? Tháo xuống nay đã yên thân yên phận, em ấm bên chồng và một tơ loan, hạnh phúc một đời còn có gì hơn? Vậy còn mẹ tôi và thai nhi vô tội, họ ở nơi đâu? Ông dâu họ phương nào? Ông hãy trả họ về cho cốt nhục được đoàn viên. Ông hãy trả lời đi, mẹ tôi đâu và con tôi đâu? Hả? Mẹ mày đã bỏ đi từ độ ấy, còn đứa bé thì nó đã chết khi mới lọt lòng. Hả? Mẹ tôi đã bỏ đi, còn con tôi đã chết à? Chính ông, ông là cái sát nhân. Tôi phải giết ông, tôi phải giết ông. Hãy buông ông ấy ra, tôi sẽ nói hết sự thật. Bà hãy nói đi. Sự thật như thế nào? Con của cậu vẫn còn sống, hiện giờ nó được mẹ cậu dưỡng nuôi. Bà nói vậy nghĩa là gì? Ông à, bao nhiêu năm trời nay tôi đã giấu ông, bởi vì tôi không đành tâm để cháu ngoại mình bị giết chết, nên tôi giao nó cho bà nội nó nuôi dưỡng, với lời hứa sẽ rời khỏi Vĩnh Long này. Bà đã cứu mẹ và con tôi à? Phải, tôi đã trao một số nữ trang tiền bạc, bảo mẹ cậu bồng cháu đi tìm cậu. Trời ơi, xin tha tội vô lễ của tôi. Hãy đứng lên, bây giờ cậu đã biết rõ tâm tích của mẹ và con rồi, hãy đi tìm nó mà nuôi dưỡng. Riêng Thảo Sương giờ thì gián đã đóng thuyền, cậu đừng quấy rầy nó nữa. Phải, Thảo Sương giờ đã có hạnh phúc, tôi còn phá rối để làm gì? Tôi phải đi tìm mẹ với con tôi. Nó là gái hay trai vậy? Một bé gái rất xinh đẹp. Là con gái à? Trời ơi, tôi đã có con. Con ơi, ba sẽ đi tìm con. Mẹ ơi, con đi tìm mẹ đây. Xin chào ông bà. Tại sao bà lại cho nó biết sự thật này? Bà tưởng nó sẽ yên sao? Nó sẽ gây những trận sóng gió còn phủ phàng hơn cho cuộc đời yên tĩnh của Thảo Sương, bà biết không? Trời ơi, tôi đã làm sai rồi sao? Ông ơi, chỉ vì tôi sợ nó giết ông. Không sao đâu, tất cả đều do trời, đành vậy thôi. Cô hai, em muốn khuyên cô hai. Em muốn khuyên chị điều gì? Mỗi đêm cô thường đến phòng của bé Diễm trò chuyện với nó. Em sợ nếu bà hay, bà sẽ la rầy đó. Không hiểu sao, lần đầu tiên chị gặp nó, chị đã thấy thương rồi. Nhớ hôm bà nội nó mất, nó
tôi quỳ lại mọi người để xin đi thăm nội. Chị như đứt từng đoạn ruột. Em còn nhớ lúc cô Hai xin cho nó đi á, cậu Hai còn nói một câu: mợ Hai nhà này lúc nào cũng rộng rãi với kẻ ăn người ở. Chị hiểu, chị hiểu anh Hạnh muốn mỉa mai chị, nhưng chị cam chịu vì chị có lỗi. Cô Hai, cô có lỗi gì? Trong khi cô vẫn giữ tròn bổn phận làm vợ, làm dâu, thì bà lại đi cưới vợ hai cho cậu. Và bây giờ thì bà chỉ quý yêu mợ Ba Minh Lan, vì mợ đã sẵn trai nói dội, xem hữu đức như là châu bao. Cả nhà đều yêu quý nâng niu mợ Minh Lan đúng bực vợ hiền. Mọi người tôn trọng thì có gì đâu, huống chi hữu đức là một đứa bé dễ thương. Cô Hai ơi, cô quả hiền lương nhân hậu, nhưng mọi người ai có hiểu thấy đâu. Đời của chị đã lạc lối lầm đường, suốt kiếp này cam chịu gian truân. Ghét hay thương tùy ý mọi người, chỉ cần yên phận mà thôi. Bé Diễm kia. Dạ, bé Diễm chào mợ Hai, chào chị Cúc. Nè, con đã làm xong công việc chưa? Dạ, xong rồi. Cậu Đức bảo con đi hái qua cho cậu ấy. Nè, con có đi chơi thì nên cẩn thận đó nghe. Có cái gì á, cậu Hai sẽ khiển trách đó. Dạ, con biết. Cô Hai hãy vào phòng đi. Để cậu Hai đến mà không thấy là em bị đòn đó. Phải, thôi chị vào. Bé Diễm nhớ trưa đến phòng mợ Hai nghe. Mợ có may cho con mấy bộ đồ đó. Dạ. Mợ Hai là cô Hai. Mẹ của con là một cô gái con nhà giàu sang. Bé Diễm hái qua cho tôi chưa? Dạ, tôi hái rồi. Ồ, có cái tổ chim kìa, đẹp quá à. Bé Diễm thích tổ chim đó à. Để tôi leo lên cây lấy nó xuống. Ý, không có được đâu cậu Đức ơi. Cậu leo lên cao sẽ té đó. Được mà. Đừng leo nữa cậu Đức, mau xuống đi. Tôi không có thích tổ chim đó nữa đâu. Xuống đi mà. Tôi nói không có sao đâu mà. Yeah. Trời ơi cậu Đức, chị Cúc ơi chị Cúc, cậu Đức té rồi nè. Trời ơi, chết rồi, khổ rồi đó bé Diễm ơi. Trời ơi. Trời ơi, thằng Đức, bác sĩ, mời bác sĩ mau lên, mời bác sĩ mau. Dạ thưa bà và cậu Hai, cậu Đức Nhi sợ quá nên xỉu thôi. Còn vết thương kia ở ngoài da không sao cả, tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Xin chào bà. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Con lành đâu? Dạ. Đưa bác sĩ về. Dạ. Nè Lành. Dạ. Vào trong mang cây roi ra đây tao. Dạ. Kim Cúc, tại sao Hữu Đức bị té vậy hả? Thưa cậu Hai, con và mợ Hai vừa mang trà dâng lên cho bà thì nghe bé Diễm là. Dạ. Đúng nè. Đúng rồi. Tại con nhỏ nè trơn á, vì nó thường hay rủ cậu Đức đi chơi lắm đó. Chị Lành, sao chị lại vu oan cho bé Diễm khi chưa biết rõ chuyện này xảy ra như thế nào chứ? Không liên can đến em. Bé Diễm, tại sao mày dám rủ cậu Đức leo cây vậy hả? Dạ, con đâu có dám. Cậu Đức bảo con hái qua cho cậu. Bảo hái qua sao cậu lại lên cây? Nói mau. Dạ, tại con khen tổ chim đẹp. Ha, mớ cái bầy lớn mày đặt bài trò nữa. Hổ Anh, răng dạy cho nó đi. Dì Lên, hãy bảo nó cúi xuống cho tôi. Đeo bông nè, đeo bông nè. Ôi da, cậu Hai ơi. Đeo bông nè, đánh cho mày chưa. Dừng tay đi. Anh Hạnh, nó chỉ là một đứa bé có biết gì đâu. Hôm chi bác sĩ đã nói Hữu Đức không hề gì cả mà. Anh tha cho nó một lần đi. Em đau lòng lắm hả? Vợ tôi lúc nào cũng thương yêu kẻ tôi đòi. Đó là bản tánh cố hữu của em phải không? Còn mày nữa,
Thứ tôi đòi mà là ưa đeo vòng. Đeo vòng nè, đeo vòng nè. Nghĩ cho mở hai phải không? Đeo vòng nè, đeo vòng nè. Đeo vòng nè, đeo vòng nè. Em giác anh bà, em giác anh. Thảo Sương, phụ nữ có đang bị thương tại sao con không đóng được? Mà con lại xót xa con nhỏ ở là nghĩa làm sao hả? Má Hai ơi, đừng xin cho con nữa lỗi của con. Hữu Hạnh, nó đã biết lỗi rồi, anh hãy tha cho nó đi mà. Tôi bảo giang ra để cho tôi trị nó, giang ra, giang ra mau. Hữu Hạnh, em giang anh, em giang anh hỡi mở chút lòng nhân. Nó chỉ là đứa bé con mà phải chịu xuôi đò nát tình tan gia, lòng sao gói xót xa. Tạo quá sanh ra mỗi người một số phận, kẻ ở liền tránh người nơi chung sanh vào sớm sao cô cứ kêu ca giống như tình thâm quyết dùng của mình. Đây chỉ là một chút tình người, lời chị Thảo Sương anh nên nghĩ lại, mình phải dành ân đức cho con. Thôi đủ rồi Hữu Hạnh, tha cho nó một lần đi. Bé Diễm đâu? Kìa, Hữu Đức, con đã tỉnh rồi. Con có đau lắm không con? Hữu Đức à, bé Diễm làm cho con bị thương, cha đánh nó giùm con rồi đó. Không, không phải tại nó đâu. Không được đánh bé Diễm. Tại sao ba đánh bé Diễm? Con không chịu đâu, con không chịu đâu. Hữu Đức, không có ai đánh tôi cả. Lại đây với tôi nè. Bé Diễm, nó ngất xỉu rồi. Cúc bà, em hãy đem nó vào phòng của chị ngay đi. Dạ. Đi em. Dạ. Bé Diễm, tại ba đó, con không chịu đâu. Ôi, con không chịu đâu. Con không chịu đâu. Hữu Đức à, con yên tâm đi, bé Diễm không có sao đâu. Con có còn đau không? Dạ, dạ con hết rồi. Má lớn vào lo cho bé Diễm nha. Được rồi, để má vào lo cho nó nha. Vậy con nằm nghỉ đi nghe. Hữu Đức, bây giờ con ngủ đi. Một lát thức dậy con ăn miếng cháo là sẽ khỏe ngay mà. Mẹ nói với bà nội và ba đừng có đánh bé Diễm nữa nha. Được rồi, được rồi. Cháu ngoan ngủ đi nha. Nội không có đánh bé Diễm nữa đâu. Bẩm bà và cậu Hai, mợ Hai xin phép cho bé Diễm được ở lại phòng mợ Hai một vài hôm vì vết thương quá nặng. Rồi được rồi, bảo mợ Hai mày lo cho nó đi. Dạ dạ, xin cảm ơn bà. Chị Thảo Sương thật là nhân hậu. Phải, đối với ai Thảo Sương cũng có lòng thương như thế. Chỉ riêng ta. Hữu Hạnh, thật là tội nghiệp. Con à, có thấy đau lắm không? Dạ không. Mợ Hai ơi, tay của mợ êm hơn tay của nội. Mỗi lần nội bóp, con đau lắm. Còn mợ bóp, con không có thấy đau. Cái này mợ thoa dầu lên vết thương của con, mợ không có bóp. Mợ ơi, sao trong nhà này ai cũng ghét con mà mợ lại thương con vậy mợ? Tại con rất dễ thương. Những người kia không phải là họ ghét con, chỉ tại họ hiểu lầm con. Họ tưởng tại con mà bé Đức bị té, cho nên họ không có thích con. Mợ ơi, vậy mợ tin là không phải tại con, phải không mợ Hai? Đúng rồi, bé Diễm rất ngoan. Con biểu bạn ấy đừng trèo, nhưng bạn ấy không nghe. Mợ Hai ơi, bạn ấy có đỡ chưa? Mà sao bạn ấy nằm hoài như vậy mợ?
bị xỉu, giống như ngủ vậy. Con đừng có lo, rồi Đức sẽ tỉnh lại và con sẽ được minh quang. Lúc đó mọi người sẽ thích con cũng như mợ vậy. Mợ hai ơi, con khỏe rồi, để con đi làm, nếu không thì dì lành rầy con đó. Thôi, mợ hai đã xin cho con nghỉ làm vài hôm rồi. Nè, cứ ở đây với mợ hai, nằm xuống ngủ đi con. Dạ. Trời đất ơi, ở trọ đây đã 20 ngày rồi, ngày nào ông cũng đi biền biệt à. Mà lúc nào ông về thì cái mặt lầm lì, không ăn mà cũng không ngủ nữa. Mà ông không ăn, tôi cũng không ăn, ông ngủ, tôi cũng không ngủ nữa. Kiểu này vài ngày nữa thôi, thế nào cũng là bỏ xác tại đây. Trời ơi, thật là tức chết được mà. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu, có chuyện gì xảy ra mà cậu tức tối dữ vậy cậu? Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu, đây, uống miếng nước đi. Ngồi xuống đây, nói rõ câu chuyện cho con nghe. Cậu gặp chuyện gì? Nếu con giúp được cậu á, thì dù cho nhảy vô dầu sôi lửa bỏng thì lòng tôi đang như là dầu sôi lửa bỏng đây nè. Trời ơi, con nói cậu uống miếng nước đi. Nóng quá uống đi để nó cháy. Uống đi trời. Đó, mát rồi. Nói cho con nghe, có phải là cậu đã gặp cô... Mợ mà ngày cậu mới đến đây, cậu hứa với em để cậu được nhìn thấy hạnh phúc của cô hai rõ ràng rồi thì cậu sẽ đi liền. Tại sao bây giờ cậu... Trời ơi, nhưng mà cô không có hạnh phúc như người ta tưởng. Không có hạnh phúc? Sao cậu biết? Cô ấy nói à. Hôm nay nè, tôi đi ngang qua phiên chợ đông, tôi thấy Thảo Sương có cả Kim Cúc nữa, dắt theo một đứa bé trai. Anh biết không, tôi nép lại, tôi nhìn nàng. Đứa bé kia dòi dĩnh đòi mua món này rồi món nọ. Thảo Sương ngọt ngào với nó. Tôi tưởng cậu đã có con với gã Hồ Lê kia rồi, cho nên tôi định quay về. Thì chắc là con bà ấy rồi. Nếu người ta hạnh phúc bên chồng bên con thì cậu qua về là đúng rồi, cậu còn tức tối gì nữa. Nhưng mà không phải như vậy. Tôi định quay về thì tôi thấy gã Hồ Lê đi tới với một bà lão sang trọng và một thiếu phụ. Cậu bé thấy hắn liền chạy lại kêu cha mẹ rồi bà nội. Lúc đó tôi mới biết là... Vậy là con của bà kia. Vậy là ông có thêm một bà vợ nữa. Nhưng họ là nhà giàu, vợ một, vợ hai là cái chuyện thường tình mà cậu. Chưa hết đâu, hắn đến sừng sồ với Thảo Sương, và cả lão bà kia cũng trách mắng nữa. Tôi tức quá, tôi muốn xông ra. Tôi... Trời ơi trời, vợ con của người ta, cậu lấy lý do gì mà xông ra? Vì là buổi chợ đông, vì danh dự của Thảo Sương, cho nên tôi đành phải quay về. Nhưng tôi đau lòng thương cho nàng cám phận, bởi do đâu cám quất thân cho người. Nhìn ai héo hòn tôi càng đau xót, thề quý không tha cái quân làng già. Cướp duyên chưa đầy năm đã thêm phòng tư thế, nhưng cô đã cam lòng trăm năm đành yên phận. Anh giúp cho tôi à? Nhưng mà giúp thế nào? Nếu cậu muốn được như ý thì phải bình tĩnh chờ em. Em hứa là sẽ được, nhưng cậu đừng đi tới đi lui, nôn nóng quá sẽ bị bộc lộ, nghe chưa? Thì em không lo được đâu. Hay là tôi ở lại đây mở một tiệm mua bán đồ cổ, tôi sẽ nhờ vào việc mua bán này. Được, được.
em sẽ giúp cậu nổi trong 5 ngày. Em sẽ hoàn thành cho cậu một tiệm bán đồ cổ và đá quý. Tôi sẽ ra mặt với cái tên là Lâm Hảo, chủ tiệm đồ cổ và đá quý tại đây. Anh quyết ở đây chờ ngày đem em ra khỏi vòng tay của gã họ Lê khốn nạn.